thật em. Ừ. Dạ alo, sếp điều spa xin nghe ạ. Hương, em lấy em lấy một cái gel rồi em chấm mấy cái mụn viêm cho nó khô lại rồi bữa nữa qua lăng kim ha. Cái đó chỉ chấm mụn thôi nha. Ừ đúng rồi, không sức hết mặt nha.
Mấy giờ rồi? Từ sau qua nha. Ok. Ok người đẹp. Trời ơi, mấy năm luôn rồi trời. Cái gì? Vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc là được. Thì xuống dưới đi các bạn nói với sao. Cảm ơn người đẹp, cảm ơn Hương nha. Mở cổ.
Sao con cụ thể lại bên đây này. Con bị bên đây không à? Bên trước mặt hết rồi. Da con nó nhờn quá thì mấy chân này. Nó được mở luôn. Ok. Sắp xong. Còn mình cái tráng nữa. Về quá giỏi. Ok. Cái chén này. Chị chịu miếng chén.